Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một số sản phẩm lấp lánh các bạn. Đây. Đây là mớ sản phẩm lấp lánh mà mình mua trên Shopee các bạn. Gồm có nón nè, mắt kiến nè, găng tay, dài, khẩu trang, quần với lại áo với lại áo khoác các bạn. Đây là một cái đồng hồ nha. À, mà nó lấp lánh vì khi chúng ta đụng vào nó như vậy là nó sẽ cháy đèn đó bạn. Đó. Thấy không? Như cái đồng hồ này là chúng ta chỉ cần nhấn nút thì nó sẽ cháy đèn lấp lánh như vậy nè. Và nó là một cái đồng hồ thiệt luôn nha, nó có cái kim quay luôn các bạn. Hề chói mắt miếng. Đó. Còn cái mắt kiến này thì khi chúng ta đeo vào thì bấm nút thì nó sẽ cháy đèn nha. Lúc mình lướt Shopee mình thấy là có mấy cái bộ đồ mà dạ quang các bạn. Mình chỉ định mua mấy bộ đồ thôi. Và kết quả thì mình lướt mua mấy bộ đồ mà nó phát sáng thì kết quả là thấy có nhiều mấy món đồ như mắt kiến, đồng hồ, đồ á. Nên mình mua nguyên bộ về để review cho bạn xem là mấy món đồ mà nó cháy đèn lấp lánh rồi là như thế nào luôn. Chứ mình chỉ định mua quần với lại áo khoác thôi các bạn. Kết quả là nó gợi ý gì quá nên mình mua hết nguyên bộ là dài, dép, khẩu trang, nón rồi găng tay luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mặc mấy cái bộ đồ áo dạ quang này nha. Mấy cái áo này hình chụp với tên mấy cái chỗ bán thì rất là đẹp luôn các bạn, rất là phát sáng lấp lánh luôn á. Nhưng mà lúc mình mua về thì mình mặc vô mình thấy là nó không có phát sáng gì nhiều các bạn, chứ không có sáng như hình chụp các bạn ơi. Hình chụp mình nhìn thấy là muốn clip vào mua liền luôn các bạn. Và kết quả là quảng cáo với thực tế nó hoàn toàn khác nhau nha. Liên mua mấy sản phẩm này mình đặt vào phần mô tả video, các bạn xem mình review nếu như cảm thấy thích thì cứ việc mua thôi. Mấy đồ đều thanh xu lắm nha các bạn. Đây, đầu tiên mình sẽ mặc cái áo có chữ POBG đó các bạn. Khi ánh sáng nó gọi vào cái chữ này POBG này thì nó sẽ phản quang các bạn. Chẳng thấy nó sáng gì hết nha. Chút nữa mình sẽ tắt đèn thử. Nói chung là mình chỉ định mua cái áo khoác này thôi nè. Kết quả là thành nguyên bộ đồ luôn. Đó. Đây, kết quả là mặc vô được bộ đồ như vậy đó các bạn. Không thấy nó phản quang gì hết các bạn ơi. Chắc là phải đi vào chỗ tối thì nó mới phản quang nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đeo luôn cái khẩu trang này. Thấy tầm hình nó khá rất là đẹp luôn á. Nhưng mà mình mua giờ thấy là nó chỉ có sáng được có hai góc này thôi các bạn ơi. Nói chung là quảng cáo không có gì thực tế nha. Còn đây là cái nón nha. Nón này bên trong nó có dây điện rất là nhiều đó các bạn. Các bạn thấy cái sợi dây điện không? Dành nó gắn pin vô nó cháy đèn á. Ở đây có công tắc là mình sẽ nhắn vào nè. Đó. Là các bạn thấy nó chớp đèn không? Lấp lánh liền. Rồi đổi vô luôn. Mình chơi nguyên bộ đồ màu đen luôn các bạn. Còn đây là găng tay. Găng tay này thì nó cũng cháy đèn luôn nha. Đó. Lấp lánh luôn các bạn. Còn đây là cái mắt kiến. Mắt kiến này nhấn nút thì nó sẽ cháy đèn. Mắt kiến này đeo vô là bao hết thấy đường luôn các bạn. Chỉ thấy được cái sập này thôi. Nó có một cái sợi dây như vậy là cái công tắc như vậy là phải cầm đó, bỏ vô túi. Đó, mới đi ba được. Còn cái đôi dài này thì nó có hai cái dây điện như vậy là giờ sạc pin đó bạn. Khi hết pin thì mình cắm vào cái củ sạc điện thoại và sạc. Khi sạc xong rồi chúng ta chỉ rút ra thôi. Đó, rút ra. Ở đây có cái nút là cứ bấm nút như vậy là nó đổi màu các bạn. Mình đeo vô luôn cho đủ bộ nha. Đeo luôn cái đồng hồ nha. Lâu lắm không có review sản phẩm mà nhìn nó khá là con nít này luôn các bạn. Để mình tắt đèn nhé. Đủ.
Đồ. Tiếp theo là kính nha. Quá dữ, quá dữ. Rồi tiếp theo là dài. Wow. Wow. Đây kết quả là như vậy các bạn. Còn cái nón nữa, chưa cái nón nữa. Rồi cái nón đâu? Rồi ok. Đây quy sách đồ như vậy các bạn. Rồi nó có phải quen không em? Không. Cái bộ quần áo này không phải quen hả? Sắp kỹ lên. Nè nó sáng lên nè. Đúng không? À ánh sáng vô đó nó phản lên ha. Thấy cái quần không? Đó ánh sáng nó vô nó phản lên cho bạn. Nói chung là chúng ta đi tập tối á thì có người gọi đèn và chúng ta thì mấy cái sọc này nó mới phản lên đó bạn. Đó. Chuyển qua bây giờ để nó sáng lên. Đó nó sáng lên đó bạn. Cái này bây giờ mình hiện tại là mình đang ở Vũng Tàu bạn, này mình ra đường là bao không đụng hàng luôn nha. Ok đi thử qua phòng tụi nó coi. Mình búa lửa đó bạn ơi. Đúng ngầu luôn á. Bằng đồng hồ lên cái. Wow. Quá dữ quá dữ. Đi thôi. Không phải nói tiếp tới rồi. Ok bây giờ mình sẽ qua chiếc ba mình đó nha. Đây hiện tại mình đang ở biển Vũng Tàu các bạn. Mình sẽ test bộ đồ này ở ngoài trời thử coi như thế nào nha. Trước tiên là mắt kiến trước nha. Không tắt không tiêu rồi. No. Chớp 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 chớp. Nhức đầu quá. Và giờ này đi, ok. Tiếp theo là dài nha. No, phải chớp chớp vậy đây đúng bài đúng không? Bộ này là dùng để đi pha các bạn ơi, chứ không phải để đi biển nha. Trời ơi, má ơi. Đồ. Gì đó, gì đó. Sao hả? Đồng hồ. Rồi, đồng hồ rồi đúng không? Quẩy vậy anh. Có màu à. Áo này nó phải ngoan. Sao phải quay không? Phải quay hết không? Rồi có quẩy đi. Cú quạt ha.
Thấy gì à, thấy gì à, thấy không? Vậy thôi bạn, không có gì hết á. Mình đang em thêm một cái cây đèn laser đó các bạn. Chơi rất là đã luôn nha. Đèn rất là sáng luôn nè. Rồi hả? Đó, coi nó đẹp lên kìa. Đâu? Anh rồi hẳn anh chơi thử à. Hẳn lên trời luôn hả? Thôi để quay cái đâu rồi. Thấy không, thấy không? Thấy rồi. Chạy gió rồi em. Này rồi, cái đèn rất đẹp luôn các bạn, nhìn nè. Thẳng ra. À, nói chung là cái bộ đồ này là nó chỉ lấp lánh và nhức đầu như vậy thôi các bạn. Mình nghĩ là bộ đồ này chỉ chủ yếu là dùng để đi mấy qua lễ hội quá trang thôi. Chứ đi ngoài đường mà mặc cái bộ đồ này là người ta ai cũng nhìn, như là rất là nhiều người đang nhìn mình luôn các bạn. Nhìn khá là dị hợm nha. Đôi giày thì là còn găng tay thì nó chớp liên tục như vậy, nhìn khá là ớn luôn. Đó, để mình tắt đi nha, cho người ta bớt nhìn. Người ta bu quá bạn ơi. Đó, tắt bớt đi. À, còn cái bộ đồ phản quang này thì nó khá là vô dụng các bạn. Chỉ có đèn chọi vô thì nó mới phản quang thôi, chứ nó không có sáng lấp lánh nha. Trong cái mấy tấm hình chụp lúc trong shop nhìn rất là ok, nhưng mua về thì nó sẽ không sáng như chúng ta tưởng tượng đâu nha. À, vậy mình cốt cho tao đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là review mấy cái bộ đồ phát sáng, nguyên set bộ đồ phát sáng luôn. Kết quả là khá là chói mắt luôn, nhức đầu nữa. À, bạn nào có muốn mua cái mấy cái đồ này thì cứ nhắc vào link phần mô tả nha, mình sẽ để lên. Bạn đã hết video của mình, hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Rồi, quay nha. Quay gì? Để đồ. Xa luôn à.